chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình và mình là Phương Thảo. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một buổi tập cơ bụng cực kỳ chất lượng, chỉ với 15 phút thôi các bạn nhé. Mình rất hay tập ở nhà, như cuối tuần chẳng hạn, mình muốn nhanh gọn thì chỉ cần trải thảm và tập tại nhà là xong. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết 5 bài tập bụng cực kỳ chất lượng. Mỗi bài mình sẽ tập 3 hiệp và nghỉ 15 giây giữa mỗi hiệp các bạn nhé. Ở bài đầu tiên, bạn sẽ set up nâng phần đầu và vai lên, hai tay thì sẽ chạm vào hai bên cổ, chân trái chạm vào khử tay phải và chân phải chạm vào khử tay trái. Lưu ý chúng ta sẽ chạm phần cằm xuống dưới cổ, vì nếu không thì trong quá trình tập thì bạn sẽ rất dễ bị mỏi cổ đấy. Và chúng ta sẽ bắt đầu này. Khi đưa chân lên thì chúng ta sẽ thở, xuống thì chúng ta sẽ hít nhé. Trong quá trình tập thì bạn sẽ cố gắng gồng chắc cơ bụng lại và cảm nhận vùng cơ bụng nó đang được căng và co lại. Và bài này thì chúng ta sẽ thực hiện 20 lần các bạn nhé. Một cái nữa nào. 11 10 9 8 7 6 5. Chúng ta sẽ đưa chân lên và chúng ta sẽ thở ra. 3 này, 2 1. Ok. Sau mỗi hiệp thì chúng ta sẽ thực hiện nghỉ 15 giây và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tập hiệp 2 các bạn nhé. Và tương tự chúng ta sẽ set up hiệp 2 các bạn nhé. Chúng ta sẽ thực hiện 20 lần. 1 2 3 4. Đưa chân lên thì các bạn sẽ thở ra này. 5 6 xuống là hít. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Một cái nữa nào. 20. Ok. Chúng ta sẽ tiếp tục nghỉ 15 giây các bạn nhé. Và sau đó chúng ta sẽ thực hiện hiệp 3. Rồi chúng ta sẽ thực hiện hiệp 3 nào. 1 2 3 4 5 6. Xuống hít lên thở. 7 8 9 10. Chúng ta sẽ cảm nhận phần cơ bụng cho mình nha. 11 12 13 14. Cố lên nào. 15 16 17 18 19 20. Ok. Sau bài tập thứ nhất thì các bạn cảm thấy như thế nào rồi? Mình thì cảm nhận là khá là mỏi vùng bụng rồi đấy. Và bây giờ thì để chuyển qua bài thứ hai thì các bạn sẽ nghỉ cho mình 20 giây các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài thứ hai nhé. Tư thế chuẩn bị, bạn sẽ chống hai khuỷu tay xuống, nâng phần hông lên, đồng thời siết chặt bụng lại. Phần bụng và phần hông sẽ là một đường thẳng chéo các bạn nhé. Và chúng ta sẽ từ từ đưa chân lên cao này. Đồng thời lúc đấy chúng ta sẽ thở ra, xuống hít lên thở. 1 2 3 4. Khi đá chân lên thì các bạn lưu ý là phần hông của chúng ta cũng sẽ giữ nguyên và bụng thì vẫn được siết chặt lại. 8 này, 9 10 11. Xuống hít lên thở và bài này chúng ta sẽ thực hiện 20 lần các bạn nhé. 14 15 16 17 18 19 20. Ok. Các bạn nghỉ cho mình 15 giây và sau đó chúng ta sẽ chuyển qua hiệp 2 các bạn nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu chuyển qua hiệp 2 các bạn nhé. Set up thì chúng ta sẽ set up y như hiệp 1 này. 3 4. Xuống hít lên thở. 5 6 7 8 9
10, 11, 12. Chân thì chúng ta sẽ dùng bằng gót chân các bạn nhé. Và chúng ta sẽ đưa cái mũi chân hướng lên cao. 17, 18, 19, 20. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục nghỉ 15 giây và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển qua tập hiệp 3. Bắt đầu qua hiệp 3 các bạn nhé. 1 này, 2, 3, 4, đưa chân lên là thở xuống này, hít, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, một cái nữa nào, 20. Ok, và sau khi tập xong bài thứ 2 thì các bạn đã cảm thấy như thế nào rồi? Hãy comment phía dưới video để cho mình biết cảm nhận của các bạn khi tập bài này nhé. Và bây giờ thì chúng